Vâng, rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FBNC Thế giới kỳ này. Thưa quý vị, kết phiên giao dịch ngày 14 tháng 8, chỉ số Forward ngập tràn sắc xanh trong nhận định mang tính hòa giải của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xoa dịu lo ngại về sự leo thang của xung đột tại Ukraine. Kết phiên giao dịch ngày 14 tháng 8, chỉ số Dow Jones tăng gần 0,4%, chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,4%, chỉ số Nasdaq tăng gần 1,5%. Sắc xanh phủ kín các bảng điện với 9 trên 10 chỉ số ngành S&P 500 tăng giá trong ngày thứ năm. Dẫn đầu là chỉ số S&P chăm sóc sức khỏe với mức tăng 1,2%, trong khi chỉ số năng lượng giảm 0,5%. Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ không cô lập Nga với thế giới và ngăn chặn tình trạng đẫm máu tại Ukraine, khiến cho chứng khoán đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tiếp tục ở mốc cao nhất trong 2 tuần. Cổ phiếu Walmart tăng 0,5%, đạt 74,39 đô la sau khi hạ dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu Cisco giảm 2,6%, còn 24,54 đô la. Nhà sản xuất thiết bị mạng đã đưa ra một viễn cảnh ảm đạm cho quý hiện tại và công bố cắt giảm hàng loạt việc làm mặc dù báo cáo doanh thu vượt ngoài mong đợi. Cổ phiếu Boeing tăng 1,7% lên 124 đô la, đứng thứ hai trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh của chỉ số Dow Jones, cho thấy nhu cầu đối với máy bay phản lực thương mại rất mạnh mẽ. S&P 500 báo cáo lợi nhuận hàng quý vào buổi sáng thứ năm đạt 92%, vượt ngoài mong đợi của giới phân tích. Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi căng thẳng Nga-Mỹ về vấn đề Ukraine có vẻ dịu lại, với phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sẽ làm mọi thứ để cuộc khủng hoảng Ukraine sớm chấm dứt. Trong khi đó, tại Trung Đông, Israel và Palestine đã đồng ý kéo dài thời hạn ngừng bắn thêm 5 ngày nữa. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 8, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,02%, chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,33%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,92%. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ, nhưng chỉ số Kospi vẫn tăng 0,04%. Chỉ số Shanghai tăng điểm sau 2 ngày chìm trong sắc đỏ với mức tăng 1%. Nhóm ngành bất động sản tăng mạnh với Poly Real Estate tăng 1,8%. China Merchant Property tăng 0,7%. Nhóm ngành tài chính cũng tăng với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tăng 0,85%. Chứng khoán Nhật Bản không đổi, chỉ tăng không đáng kể nhờ đồng yên suy yếu và những thông tin tích cực tác động đến tâm lý. Nhóm sản xuất xe hơi giảm điểm mạnh nhất với Toyota Motor và Suzuki Motor giảm 0,3 và 0,2%. Chứng khoán Úc kết thúc tuần bằng một phiên tăng điểm ngoạn mục kể từ giữa tháng 2. Các nhà khai thác mỏ BSP Billiton và First Skill Metal tăng lần lượt 2,3 và 1,3%. Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Mới đây, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp bảo hiểm tại nước này, cam kết đưa ngành bảo hiểm đạt 5% GDP vào năm 2020. Trên trang web của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải một thông báo cho biết sẽ đưa ngành bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới an sinh xã hội. Chính phủ cam kết sẽ đưa ngành bảo hiểm đạt 5% GDP trong 5 năm tiếp theo. Các công ty bảo hiểm sẽ đảm nhận một phần lớn hơn trong việc phòng chống và cứu trợ thiên tai thông qua gói bảo hiểm tai nạn. Lĩnh vực bảo hiểm là một lĩnh vực mang tính công cộng cao, do vậy mà các biện pháp để phát triển lĩnh vực này phải tiến hành từ quan điểm phục vụ hệ thống quản trị của đất nước và hiện đại hóa năng lực dịch vụ. Các quỹ bảo hiểm sẽ được khuyến khích để đầu tư vào trái phiếu và chứng khoán để hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đổi mới và đô thị hóa đô thị. Chính phủ Trung Quốc cũng đang khuyến khích loại hình nhà ở cho những người đã nghỉ hưu và dự kiến sẽ phát động một chương trình thí điểm các loại bảo hiểm đối với ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn y tế hay an toàn trường học. Thưa quý vị, trong khi ngân hàng Anh đang loay hoay không biết phải đưa ra mức lãi suất như thế nào để kìm hãm sự leo thang của giá nhà tại London và miền Tây Nam nước Anh, thì những người dân tại vùng Devon lại ồ ạt rao bán nhà cửa với giá rất mềm. Điều này lại làm cho thị trường bất động sản ở Anh có sự chênh lệch rõ nét. Devon là một hạt lớn ở Tây Nam nước Anh, chỉ cách London khoảng 4 tiếng đồng hồ, nhưng nơi đây được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, dạo gần đây, người dân vùng này đồng loạt rao bán nhà với giá rất hữu nghị. Chẳng hạn như bãi biển xinh đẹp và nên thơ Bentham chỉ được bán với giá chưa tới 14 triệu bảng. Theo anh Peter Weddy, bãi biển này đang là tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù nhà cửa đất đai ở đây không phải thuộc hàng rộng lớn, nhưng cảnh quan thiên nhiên nơi đây thì không nơi nào sánh bằng. Giá nhà tại Bentham rẻ nhưng nó có bãi biển riêng, cửa hàng mua sắm, bưu điện, thậm chí có cả sân golf riêng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để so sánh với những khu chợ sầm uất của London. Trong khi đó, khu Bishop ở phía bắc London giá nhà cao gấp 5 lần so với Bentham. Người dân sinh sống trong khu này chủ yếu là người nước ngoài. Tuy nhiên, không phải nơi nào của nước Anh cũng có giá hàng triệu bảng Anh, giá trung bình tầm khoảng 400.000 bảng. Năm ngoái, giá bất động sản ở London tăng 26% do nhu cầu về nhà ở của người dân tăng. Chính vì lẽ đó, một số người đã chuyển về sống ở những vùng đất khác. Đây được xem là một tín hiệu vui cho người dân Bentham. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, các game thủ và những người yêu thích thế giới game giải trí đều có thể chứng kiến những màn ra mắt game hấp dẫn diễn ra tại hội chợ game lớn nhất châu Âu mang tên Gamescom. Hội chợ Gamescom diễn ra tại Đức là nơi trình làng những sản phẩm và thiết bị game nổi bật đang thu hút sự chú ý. Ban tổ chức hy vọng hội chợ sẽ thu hút được hàng ngàn khách đến xem.
Ngoài nước, chủ nhà Đức còn có một số quốc gia khác tham gia như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Phần Lan. Sau khi hai nhà khổng lồ Sony và Microsoft ra mắt thành công PlayStation 4 và Xbox One vào năm ngoái, nhiều người hâm mộ hy vọng về những thiết bị game cầm tay mới sẽ ra lò vào năm nay. Những thiết bị game cầm tay hiện đại đòi hỏi rất nhiều chi tiết tỉ mỉ và công phu nhưng vẫn đảm bảo được giá cả cạnh tranh. Chúng tôi sẽ trình làng những sản phẩm tiên tiến, sản phẩm được mong chờ nhất của Sony sẽ được ra mắt tại Gamescom lần này. Mức độ hoành tráng của Gamescom không thua kém gì E3 hay hội chợ triển lãm game Tokyo. Chúng tôi hy vọng sản phẩm mới sẽ cất cánh trong lần ra mắt này. Nhiều người hâm mộ háo hức dùng thử sản phẩm mang tên Project Morpheus, đây là kính thực tế ảo dùng cho PlayStation 4, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Đây là chiếc kính 3D hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy, một cảm giác rất chân thật khi nhìn mọi sự vật trên màn hình qua kính này. Mặc dù biết đó chỉ là ảo nhưng tôi cảm thấy mình như đi lạc vào một thế giới thật vậy. Tại hội chợ Gamescom lần này, hàng loạt game khủng gây bão khác được ra mắt như Battlefield, Assassin's Creed hay FIFA. Thưa quý vị, việc mua lại các công ty bán lẻ Trung Quốc đang gặp khó khăn dường như là một cơ hội mới đối với những công ty của Mỹ. Nhưng các gã khổng lồ như Ben và TPG đang cho thấy hiện thực không hề dễ dàng chút nào. Vậy thực tế là như thế nào? Ngay sau đây sẽ là ý kiến của các chuyên gia của chuyên mục Breaking Views. Xin chào Ethan. Tôi không chắc gần đây anh có thường xuyên mua sắm tại Trung Quốc hay không, bởi nhìn chung tình hình rất khó khăn và chúng tôi có thể thấy được một cuộc diễu hành của các công ty lớn của Mỹ đang tiến vào thị trường này. Đúng vậy, Tara, tập đoàn TPG đã mua lại Li-Ning và họ đang kẹt trong một thời điểm khó khăn. Tương tự với Bain Capital, chúng ta đã thấy họ đầu tư vào GOM cách đây vài năm và rõ ràng con đường họ đi rất chông gai. Đặc biệt là Li-Ning, họ đã cố gắng cắt giảm hàng tồn kho và nâng cao doanh thu. Trước đó, họ đã có kế hoạch đưa doanh thu trở lại trong 3 năm, nhưng giờ đây có thể là 5 năm và chính điều đó đã khiến cổ phiếu của họ giảm 5%. Về mảng đồ điện gia dụng, anh có tự hỏi rằng liệu các công ty Mỹ khi mua lại các công ty Trung Quốc, họ có nắm rõ tình hình tại Trung Quốc hay chưa? Anh biết đó, Ethan, hình thức mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc rất phát triển, vậy thì họ có đến cửa hàng để mua sắm nữa hay không? Theo tôi thì các cửa hàng vẫn có một lợi thế, đó là các khách hàng có thể xem tận mắt món hàng mà mình sắp mua. Hiện nay hầu hết các công ty bán lẻ đều có cổng bán hàng trực tuyến và cả cửa hàng. Họ hoạt động rất tốt trong việc nhận đơn hàng và vận chuyển hàng. Có biết không, họ vận chuyển hàng cực kỳ nhanh. Tôi nghĩ điều họ đạt được đó là doanh thu từ việc bán hàng trực tuyến. Cộng thêm họ chỉ cần một cửa hàng với diện tích nhỏ vừa đủ để khách xem hàng với chi phí tiết kiệm hơn nhiều. Nếu chúng ta nhìn vào mảng dịch vụ của Trung Quốc thì có thể dễ dàng thấy được những số liệu đang co dần lại, doanh số bán lẻ vẫn tăng nhưng dường như vẫn chưa làm rõ được mô thức mua. Đúng rồi Tara, tôi nghĩ nhìn chung thì vẫn sẽ rất khó khăn để biết được người Trung Quốc có sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một sản phẩm ở thị trường trung bình hay không. Theo truyền thống bán lẻ ở Trung Quốc, có người thì xài rất nhiều, có người lại tiêu rất ít. Có khi họ sẵn sàng mua những sản phẩm xa xỉ, cũng có khi họ mua những thứ rẻ tiền. Và những gì mà Li-Ning đang làm là cố gắng tung ra những sản phẩm có thể mang lại lợi nhuận cao. Nhưng điều này là không hiệu quả và kế hoạch đầu tư dài hạn của họ cũng sẽ không được như mong đợi. Thế giới của các nhà bán lẻ Trung Quốc luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Do vậy mà các công ty Mỹ khi muốn mua lại cần phải cân nhắc nhiều giữa những kết quả khác nhau. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FPC Thế Giới kỳ này. Một lần nữa Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất cũng như xem lại các video của chúng tôi thông qua địa chỉ facebook.com/kinh tế tài chính TV. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FPC 24/7 vào cuối tuần.